Tại buổi họp báo về kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 6, phóng viên báo Tuổi Trẻ đề nghị Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra sai phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, cũng như về tin đồn ông Long và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tự tử trong trại tạm giam. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 cho biết, trong vụ Việt Á, cơ quan công an tập trung điều tra 4 nhóm tội danh, trong đó trung tâm sai phạm là sản xuất, phân phối, móc ngoặc đấu thầu và chi tiền ngoài hợp đồng. Đáng chú ý, lãnh đạo C03 khẳng định thông tin ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử là tin đồn thất thiệt. Ông Nguyễn Thanh Long, nguyên bộ trưởng là bị can trong vụ Việt Á, và ông Tuấn là giám đốc bệnh viện. Cái thông tin là các bạn đưa ra là hoàn toàn không chính xác. Hiện nay mà hai cái bị can này là đang được giam giữ và được thực hiện các chế độ giam giữ theo đúng quy định pháp luật, không có vấn đề. Và tâm lý cũng như là tâm trạng của các bị can này là bình thường, cho nên là không có cái câu chuyện nói là tự tử. Cái này chúng tôi rất là bức xúc về cái thông tin, không phải nó ảnh hưởng đến cái quá trình. Lãnh đạo C03 cho biết thêm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tội danh này đã nói lên có vụ lợi hay không vụ lợi. Sau hơn 6 tháng điều tra các sai phạm liên quan công ty Việt Á, cơ quan điều tra Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố gần 80 người. Những thông tin liên quan và chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online.